Chào các bạn đã quay trở lại với mình. Hôm nay thì mình sẽ nói về cái buổi mà mình đi thi bằng tiếng Nhật. Thì cái buổi này cũng lâu rồi, nhưng mà mình tình cờ lục lại được và mình muốn nói cho các bạn về cái con đường mình đi thi. Thì mình nói sơ về một chút về cái kỳ thi này. Thì cái kỳ thi này á, thì nó sẽ phân ra làm năm bậc. Ở Việt Nam thì nó sẽ thành một bậc là N5, N4, N3, N2, N1, N5 là dễ nhất. Khi mà để đi qua đây á, là thực tập sinh ít nhất là phải có bằng N5 thì mới đi qua đây được. Thì đợt trước đó thì mình đã thi N4 rồi, đợt này là mình thi N3. Thì á, cái này á, thì bên này đăng ký á, thì thường á nha, thường các bạn đi thực tập sinh á, như mình đi, thì nếu mà công ty nó sẽ không đăng ký cho á, thì các bạn phải một là tự đăng ký, hai là nhờ người ở bên nghiệp đoàn đăng ký. Thì một lần ở bên nghiệp đoàn đăng ký giùm là 5 sen rưỡi, tức là khoảng 1.000.000 tiền Việt á, thì người ta sẽ đăng ký cho bạn luôn, rồi người ta sẽ hướng dẫn các bạn này nọ lum la. Công ty mà mình làm á, thì cái ông quản lý ông sẽ đăng ký cho, rồi xong tới gần tới ngày ông sẽ phát giấy. Tụi mình là được ông lấy xe hơi cho đi luôn thay vì phải tự đi. Còn đợt vừa rồi là mình phải tự đi, ông cho mình 1 sen, 1.000 yên Nhật á, xong rồi ông sẽ mua vé cho mình, xong ông dắt mình đi tới chỗ thi, xong muốn đi về. Rồi sau khi mình thi xong á, là mình tụ lại chung với các senpai, với lại các người đi chung hoặc là cô hai, xong rồi mình đi về chung hoặc là mình thích cho mình đi. Còn đó là cái đợt mà lần đầu tiên như vậy. Còn thông thường là sẽ chở đi tất cả luôn, rồi sau đó chở đi ăn. Là mình xứng được cái là công ty nó lo cho cái phần đăng ký này, nên là mình không bị mất tiền, cũng không bị trừ vô lương. Thì cái chỗ mình thi á, cực kỳ xa luôn, đi mòn chân mòn giày luôn. Trời, chỗ mình thi là một cái trường đại học to kinh khủng luôn, hết sức hoành tráng luôn á, rất là đông luôn. Mình đi được đó rất là đông, mà cái phòng của mình đó là toàn là người Việt không luôn, nhìn như kiểu là mình ở Việt Nam vậy á. Thì cái chỗ mình thi á, thì nó sẽ được in ở trên cái tờ giấy đăng ký của mình như vậy nè. Đấy, như vậy nè, nó có bản đồ nè, ga rồi này, cái cọ nè. Này thì là mã của mình, với lại hình của mình đây, tên, ngày tháng năm sinh, rồi những phần thi nè, thời gian bắt đầu này nọ nè, đúng rồi, địa chỉ phòng là ngoài đây nè, đâu đây là số phòng chứ, số phòng rồi này nọ, thì tất cả này nó nằm trong cái tờ giấy này. Là cái lúc mình đăng ký thì nó sẽ gửi về, rồi nó có in cả địa chỉ với nè, công ty của mình rồi gì này nọ nè. Xong này thì là nội quy thi nè, đặt trả hiểu vậy. Thì vô đó thì mình thường ngủ sớm, xong rồi mình ngồi chờ, xong rồi mình vào phòng. Thì ở ngoài cửa phòng nó sẽ dán những cái tờ giấy có bị phân, như là mình đi thi chuyển cấp hay là đi thi vào đại học, thì nó sẽ có những cái bảng ở ngoài là số danh nè, rồi vị trí ngồi như thế nào, nó sẽ vẽ trên một cái sơ đồ cho mình. Thì mình tình cờ là mình ngồi chung với ông senpai luôn, ông ngồi trước mặt mình. Mình đã hoàn thành xong cái phần thi rồi nha. Để hôm nay rất là phù hợp với các bạn mà quá sức đối với mình. Cái khi mà bước vào phòng thi á, ngồi trên bàn á, thì nó sẽ có số báo danh của mình cộng với một cái bịch như thế này nè, cái bịch như thế này nè, xong đặt sẵn trên bàn. Thì như mình đi thi á, thì người ta sẽ nói, khi mà vô thi á, người ta sẽ kêu là tất cả mọi người hãy bỏ điện thoại của mình, thiết bị thông minh hay gì đó vào trong cái bịch này, xong gấp lại và bỏ một cặp thì để dưới chân. Nội quy cũng tương đương giống như là ở Việt Nam vậy đó. Mà cái phòng thi của mình á, trời đất hỡi luôn, nguyên một cái trường to như vậy mà cái phòng thi của mình cái máy lạnh là bị hư, trời nóng kinh khủng. Cũng xỉu luôn á, đã nhận bật quạt chút xí. Thì vô phòng thi á, thường là vô sớm gần cả 15-20 phút vậy á, người ta sẽ đi cái trước khi mà phát cái đề á, là người ta sẽ đi cầm một cái bản sách nè, nó sẽ có tất cả các mặt của tất cả những thành viên, những cái người tham gia ở trong cái kỳ thi, trong cái phòng thi đó. Thôi ta đi kiểm tra mặt, nhìn rồi xong rồi chắc có tí nào hết luôn thì thôi, hết tấm sách đó, xong rồi bắt đầu phát đề thi. Có một điều mình nghĩ là các bạn cần lưu ý khi mà đi thi á, là nhớ mang cái đồng hồ. Tại trường hợp là như cái phòng mà mình thi là sẽ không có đồng hồ treo trên tường, nên là mình sẽ không canh được thời gian để làm. Và thi rất là gắt trong cái việc mà thu bài đúng giờ, ngừng bút, nó kêu đặt bút, mình phải đặt bút, mà mình còn nghi là nó sẽ tới nói với mình, hoặc là nó sẽ cảnh cáo, hoặc là cho mình thẻ ra ngoài, nặng hơn là ra ngoài, hoặc là cho mình thẻ đỏ, thẻ vàng gì đó. Cái đó có người ta phải thích, nhưng mà mình không có chịu nghe, không có hiểu. Nhớ là phải mang theo đồng hồ nha, nếu mang đồng hồ không là sốc mặt. Quan trọng đó là phải biết nha, đừng có đi không tới nha, không phải cho mình biết đâu. Gớm nữa, trời ơi, bữa mình đi suýt nữa để nhà sập mặt, chẳng ai cho mượn đâu. Mình phải nhớ biết gớm đồng hồ và cái thẻ như thế này, không có là tương hơi mệt á. Nếu mình video mình đã ra hết rồi, chắc là cảm nhận mình cần đó thôi. Mình sẽ gặp các bạn ở video tiếp theo, tạm biệt.